Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an Nghệ An và Công an huyện Đô Lương phá thành công chuyên án 369B, bắt quả tang đối tượng là Trần Khắc Bảy, sinh năm 1983, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, về hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy. Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2020, Tổ công tác phát hiện Trần Khắc Bảy thuê một chiếc xe taxi đi qua cầu Bến Thủy 2 theo hướng đi vào Hà Tĩnh nên tiến hành truy đổi đối tượng. Xác định đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng lớn ma túy vào các tỉnh miền Nam. Ban chuyên án đã cử một tổ công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu Bến Thủy 2. Khi đến địa phận thuộc xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Trần Khắc Bảy xuống xe taxi mang theo ba lô chuẩn bị lên xe khách thì bị tổ công tác khống chế bắt giữ Kiểm tra trong ba lô của đối tượng, lực lượng công an phát hiện có 3 kg ma túy đá và 4 bánh heroin. Trần Khắc Bảy khai nhận toàn bộ số ma túy trên được đối tượng vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.